dạ con đâu có nói chuyện đâu má. Con mở tivi. Con đang mở tivi, con mở phim để tập yoga. Ủa mà sao má lên vậy má? Không có. Tại con nghe má lên con mừng quá. Vậy thôi nha má, vậy con đi làm. Rồi có gì khi nào mà má tới bến xe á, cái xong mới gọi con ra rước má nha. Dạ ok, dạ bye má. Ben, dọn đồ đi Ben, cuốn đồ khỏi nhà đi Ben, nhanh lên. Cái gì, đi đâu? Tự nhiên má sáng sớm đi đâu vậy? Đi, má lên. Má lên, má cái thằng ở trường đó là má gạo đó hậu luôn á. Dọn đồ đi Ben. Ben, cái giỏ anh đâu rồi? Cái giỏ anh đâu? Đi coi. Cái gì vậy, sao tự nhiên lấy đồ tôi không vậy? Đồ ông không chịu lấy, nè. Sao đang yên, đang lành tự nhiên má lên vậy? Trời ơi, dọn đi nhanh đi, đừng có hỏi nữa. Bây giờ kiếm chỗ nào ở đi. Ở đâu bây giờ, biết ở đâu bây giờ? Giờ này ban mới sáng sớm mà ở đâu? Ai mà chưa? Ai mà biết? Ủa chứ thường ngày đó, ban đi buổi mấy ngày mấy đêm ban không về đó. Sao ban có chỗ ở? Tôi đi không biết ở đâu. Lúc cần á thì không chịu đi, còn lúc không cần á thì đi luôn à. Rồi bây giờ đi đâu? Tự nhiên đang có nhà cái giờ thành trẻ lang thang là sao? Mẹ, anh qua nhà anh Duy đi. Thôi, hả? Anh với Duy đâu có hạp nhau đâu. Em khùng hả? Nhưng mà anh Duy là người tốt đó. Đi qua hạp qua xin ảnh đi, ảnh cho ở. Với lại dì Bảy cũng dễ nữa. Đi qua nói với dì Bảy với anh Duy cho ở vài ngày nha. Được không? Được, gom đồ nhanh lên đi. Rồi, đi nhanh đi. Trời ơi, tự nhiên đang yên đang lành cái nhớ con gái Duy làm tôi khổ vậy trời. Vô thay đồ chứ đi đâu? Nhanh lên đi, má là sắp tới rồi đó. Mẹ ơi, ra coi tiệm con đi làm nè. Rồi, mẹ ra liền. Ê, đi đâu đây? Qua đây kiếm chuyện đánh ghen đó đúng không? Có, qua đánh ghen gì? Tôi qua là tôi kiếm cô Bảy nè. Nè, kiếm cô Bảy làm gì? Nè, tôi nói. Qua đây mượn tiền đi chơi game đúng không? Không có tiền đâu mà mượn. Cái chuyện này khó lắm, tôi đang hết cách rồi nên là tôi cần kiếm cô mày. Tính qua đây cầm đồ hả? Không. Thực ra á là má lại vô nên á là tôi muốn qua đây ở vài bữa. Thiệt không đó? Thiệt. Được rồi, cái này thì tôi giúp được nha. Nhưng mà tôi phải hỏi ý kiến của mẹ tôi đó. Mẹ. Gì qua sáng sớm vậy con? Dạ. Gì? Mẹ. Gì? Thằng Ben nó tính xin ở nhờ nhà mình mấy ngày á mẹ. Trời đất ơi, nó giỡn chơi hả? Không có được đâu con ơi. Dạ. Sao tự nhiên đi qua đây nè, đừng có thấy thằng Duy nó đẹp trai hiền lành rồi lôi kéo nó qua băng đảng tụi em nghe chưa? Không có. Dạ con qua đây con ở vài bữa thôi, tại vì má lại lên á nên là con đi. Một bữa cũng không được, đừng có nói vài bữa. Con nói rồi đó. Rồi, cái chuyện gì có mấy người nó kéo nhau ra tiệm tóc để chờ ở đây không có giải quyết chuyện gì hết trơn rồi á. Tự nhiên ra tiệm tóc làm chi, thôi kệ đó, tội nó cho nó ở mấy bữa đi. Đây nè, tôi nói là không có được nghe chưa? Con có còn nhiều chuyện á mà lấy chữa chà mà đơm. Rồi. Đi ra tiệm tóc làm gì đi. Thôi con đi làm đi, con đi làm đi. Ra coi tiệm đi nè, con đi làm. Ý sao tự nhiên đi rồi để chỗ đây ở à? Vậy con, cái số em nó làm sao đâu á. Tự nhiên những giờ phút như vậy em cảm thấy mình bị lạc lõng quá. Chị cũng đâu có khác gì em đâu, em thấy không? Hồi nào tới giờ á, chị cứ nghĩ nơi này là thân thương nhất, nơi này là thuộc về của mình. Bây giờ thì chị mới biết mình không có gì hết, chúng ta không thuộc về nhau. Thôi nhưng mà ý em nói á, là lạc lõng ở đây á, là yêu nhau mà không có được gần nhau, là mình cảm thấy lạc lạc rồi nó lỏng lẻo với nhau á. Thì đó, yêu nhau chị cũng vậy nè, yêu mà không được gần cho nên chị cảm thấy nó lạc lạc mà nó lỏng lẻo á. Cái gì vậy? Hả? Ủa sao cái gì em chị cũng giống chứ vậy? Trời ơi, thì giống hợp tính nhau mới làm việc chung với nhau thời gian qua được, đúng thôi, không? Thôi, được rồi, hai người, khi nào má em về vậy? Ai biết đâu, thấy ở hoài đó, không biết có nghi ngờ gì không, ở hoài không chịu về nữa. Mà có má sướng lắm nha, có má, cái má nấu cho đồ ăn ngon nè, mà toàn là mấy món em thích không á.
nói đến là chạnh lòng mà. Sao vậy? Không biết mấy nay á bèn 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 của em ăn gì, không có em nấu ăn cho ảnh, chứ ảnh ăn bờ ăn bụi quá, thấy thương quá. Thì người ta ăn cháo gừng với trứng kho. Trời, cái gì? Ở đâu ra? Chị nấu cho ai? Trời, sao mà sướng vậy? Tốt vậy hả Tuyền? Không phải, thật sự đây là những chế độ dinh dưỡng mà chị dành cho anh Khôi. Mà tụi em thấy rồi đó, anh Khôi dạo này hồn vía không có gì hết đó, đâu có tập trung ăn uống, cứ suốt ngày sưng sưng sưng. Cho nên nấu rồi không lẽ bỏ, chị ép Ben ăn á. Ý con dạ. Ơi. Dạ con chào cô. Má. Con mời cô ngồi. Cảm ơn. Dạ. Má ra má nói con để má chuẩn bị về quê. Trời ơi, lên mấy bữa mà ổng nói quá. Ở dưới chắc con gì má, má chuẩn bị về quê hả má? Thiệt hả má? Dạ cô, chị Tuyền. Dạ con chào đó, con chào cô. Con là nhân viên ở đây, con tên Tuyền. À vậy hả con? Dạ à, cô ơi, hả? Cô đi đường cô có khát nước không? Cũng có con, nắng mà khát nước lắm. Dạ, con hỏi cho biết nha, cô muốn uống là giờ con đi nấu. Chứ ở đây không có nước. Dạ. Duyên quá ha. Được á. Má về. Dạ má về má. Vậy má về, má về nhanh nhanh nha má. Ba dưới ba chờ á, tội nghiệp ba nha má. Dạ, dạ con chào bác. Chào con. Ủa, này ai sao thấy lạ lạ? Ủa mà nãy thấy nó đứng sờ nẹo đứng kế bên con. Là gì vậy? Ơ dạ. Duy, Duy làm gì mà mấy bữa nay mà tôi gọi điện thoại mà không bắt máy vậy? Thì tại vì mấy bữa nay á tôi giận cho nên á tôi tắt máy, tôi không thích gặp được không? Nè nha, mốt mà có hả được như vậy á nha, biết biết tôi lo lắm. Không khí trời. Trời ơi, qua đây mẹ đi. Mẹ cái gì vậy? Đi qua đây. Trời ơi, tôi thấy là tao nghi ngờ lắm rồi nè. Cái thái độ này nè, ớt nè nè. Tha bữa qua nhà tôi, đem đồ qua nhà tôi là tôi đã nói tôi nghi ngờ. Trời ơi. Xa ra rồi ha. Nè là cô phải nói với nha. Bạn trai cô sẽ có ơn quý rũ thằng đàn ông. Có bạn quay vậy? Cái gì? Bà là bà bạn trai của ngài hả? Dạ. Không có má má. Kia đây. Má bình tĩnh má bình tĩnh. Dạ bác bác luôn bác ơi bác. Con Khôi ơi, chị Tiên á bình tĩnh. Má đừng có đánh anh Ben đúng không má? Léo lên đây mày ngồi. Mày có tin là tao thụ vô cái mặt mày cái mày rớt hết hàm răng mày không mày? Mày phun máu mũi mày không mày hả? Cái vụ gì vậy, vậy là sao? Sao là sao? Trước mắt vậy mà còn hỏi sao nữa? Hả? Mọi người đóng kịch hay lắm nhưng mà không có qua mắt được tao đâu nha. Nha mày nữa nha. Tao già chứ tao đâu có lúa lẫn. Mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao mà thở đời nay cái phòng con gái mướn ở một mình mà có cái dao cạo râu, có cái quần xà lỏn và có đôi dép tổ ong là sao? Tao nghi lắm rồi. Trời ơi mẹ. Hả? Hai đứa này nó yêu nhau rồi mẹ lại lên. Rồi sợ là bại lộ chuyện của thằng Ben mới lại. Cho nên là con mới giả như vậy. Tự nhiên mẹ qua đây bại lộ hết rồi. Thế thì đi qua đây kiếm Khôi có cái gì sai sai quấy quấy thì tôi đi về. Nhưng mà nói nghe là nói tôi về về vậy nó nói nha. Sống thử vậy mà kề chối giấu cha giấu mẹ là không có được đó nghe. Rồi đi về cái gì? Dạ. Ủa? Em nghe chị kiếm em hả? Cậu vậy? Tính kiếm mà hỏi một chuyện mà tự nhiên quên nha sư để đi về đi rồi nhớ người quay lại đi về. Dạ dạ thôi cậu thôi cậu con về thôi cậu con về. Thử gì là sao? Là sao mày? Là xong thử là sao? Dạ dạ chị. Chào cậu. Dạ. Tôi xử thằng này một cái. Phải chị. Dạ. Chị à. Cậu biết rồi. Thiệt ra hai đứa nó sống với nhau. Thật ra tụi nó cũng còn trẻ mà chị. Nhiều khi cái suy nghĩ của nó không có được chín chắn như mình. Nên thôi chị đừng có chấp dứt tụi nó, tội nghiệp cho con lại. Trời đất ơi. Dạ. Trời ơi, con tôi đẻ ra rồi tôi nuôi lớn rồi tự nhiên cái sống thử. Sao nữa được? Là cách gọi thôi chị. Bèn. Dạ không phải đâu bác ơi. Đứng lên. Dạ. Tại bây giờ tụi con chưa có điều kiện mà con cũng yêu lại thật lòng nữa nên tụi con mới sống chung với nhau. Chứ sau này tụi con có điều kiện con cũng sẽ cưới lại mà bác. Nè, muốn gì muốn thì phải kêu cha mẹ qua gặp mặt tôi nói chuyện đàng hoàng chứ không có để mà sống thử kiểu này nghe chưa. Đừng có lạng quạng tôi quýnh á, tôi lột đồ tôi quay hình tôi quăng ở trên mạng rồi đó sao xui vậy má. Chị à, làm như vậy không có đúng với luật pháp đâu chị. Cái hành động đó không có ai chấp nhận hết. Chị biết sao, mặc dù nhìn tụi nó vậy á nhưng mà tụi nó thương yêu nhau thật lòng. Cho nên thật ra em cũng khuyên giải tụi nó hoài, cứ cố gắng làm ăn chí thú. Nên là thôi
Em thề là hai đứa nó thương yêu nhau, chị yên tâm nghe. Tôi tin cậu. Dạ. Ừ. À. Nhưng mà cái gì phải rõ ràng cho tôi. Cái dạ. Tính tôi như vậy nhiều nhà quê lúc nào cũng vậy hết. Dạ thôi, thôi thôi. Xin lỗi chưa? Dạ. Rồi 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 được rồi. Có xin lỗi là tốt rồi. À nè, cô à, bớt giận đi. Không chứ. Dạ đúng rồi, con biết rồi nhưng mà giận quá nó mất hồn ha. Đúng đúng. Với lại vậy, nước con cũng nấu xong rồi nè. À. Uống nước đi Khôi. À. Đây là dạ nhân viên trong giới thiệu rồi tên Tiền. Dạ đúng. Dạ nhân viên của tiệm cậu. Dạ dễ thương lắm. Nhân viên ở đây mặt ai cũng sáng sủa hết. Dạ. Mà vô viên cái kiểu này nó nước sạc tiệm luôn đó. Thôi tôi đi về nhà trọ nha ha, tôi bay xong qua bển nói chuyện tao tao nói trước. Dạ. Yeah.